Beyond phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Dữ hả? Trời ơi, khó quá à. Tới cái đòn đá banh là thấy tới rồi. Chúng ta gặp gỡ lại Hồi Lập. Năm. Trong tầm tay. Năm hả? Dễ, dễ, dễ. Nhưng mà em thấy em nghe nãy có nơm nàng nghe đâu đó có đá banh nữa đúng không? Đúng vậy. Có đố câu đó đá banh không? Trời ơi, thôi đá banh là em thua rồi, em không có rành về đá banh. Thực ra bóng đá của cái nước Tây Ban Nha thì có một, hai câu lạc bộ nổi tiếng mà nhiều người Việt Nam biết, thì mình cứ nói vào đó là chính xác thôi. Dạ. Yeah. Lên. Dạ. Yeah. Bán kết với chung kết này hai chị mình có duyên chị nhỉ? Thiệt chứ. Nhưng mà chị mỗi lần gặp em là chị bị áp lực á. Sao vậy? Tại vì em nói nhanh quá đó. Nói nhanh nữa, em cũng trả lời bình thường mà ta. Ủa? Bình thường em nói nhanh quá. Bé cứ nghe thôi, nhiệm vụ của em mới là nhanh mà. Nhưng mà bình thường nói nhanh mà em thì lại quá trọng nữa. Nhưng mà em trả lời thôi mà. Ờ. Em đâu có thách thức hay là làm khó gì chị đâu mà áp lực. Em đâu có đố ngược lại chị đâu. Kiểu là em nói tiếng Việt nó nhanh nhanh mà nhanh nhanh dài giỏi á, cho nên chị cảm giác là bị kiểu như là bị nhỏ bé á. Không chị ơi, nói về cái việc nó nhanh không ai nói nhanh bằng anh Trấn Thành hết trơn. cái đó cũng đúng, cái đó cũng đúng. Kính thưa quý vị, Huỳnh Lập đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu, đố chữ. Xong gì anh lớn nhất nhà? Xong gì ăn lớn nhất nhà? Anh lớn. Anh hả? Anh lớn nhất nhà. Xong cả. Xin xong. Yeah. Thật lực. Rồi, tiếp tục. Nhà bị trộm mất cái máy lạnh thì gọi là gì? Nhà bị trộm mất cái máy lạnh gọi là gì? Câu chữ tiếp tục. Mất cái máy lạnh hả? Là làm lạnh. Là nóng hả? Mất mát. Chính xác. Rồi, trong MV em xin, ca sĩ Mono đã tạo dáng giống bức tranh nổi tiếng nào của Việt Nam? Thiếu nữ bên Hoa Huệ. Chính xác. Anh cũng từng chụp, muốn là anh nhỉ? Đúng rồi, anh cũng từng chụp cái tấm đó. Bây giờ đố thêm cái nữa nè. Tác giả của bức tranh đó là ai? Tô Ngọc Vân. Chính xác, hay quá. Cái này không có trong đây. Dạ. Hãy anh hỏi là biết là hỏi thêm rồi. Rồi, mắc gì không mắc cười? Mắc gì không mắc cười? Nhiều lắm anh. Mình mắc cái gì á? Nhiều lắm. Mắc ối. Mắc ối, đúng rồi, chính xác. Đây là đố chữ. Tìm ba từ ghép với chữ bát mà không có nghĩa là tám. Không nghĩa là tám hả? Bát dĩa. Đúng rồi. Cái bát. Với lại thất bát. Chính xác. Rồi, cái này dài lắm, em lắng nghe nha. Rồi, hôm nay phòng khách, nhà khanh, có khách. Khách cười khanh khách. Khi được mời trà bánh, khách không khách sáo, nên khách dùng hết bánh, được đặt ở phòng khách. Hỏi trong câu trên có bao nhiêu chữ khách là danh từ? Bao nhiêu chữ khách là danh từ? Đúng rồi. Nè, đọc lại một lần nữa nè, tập trung nè. Dạ. Hôm nay phòng khách, nhà khanh, có khách. Khách cười khanh khách. Khi được mời trà bánh, khách không khách sáo, nên khách dùng hết bánh được đặt ở phòng khách. Bao nhiêu chữ khách là danh từ? 6 chữ khách. Chính xác. Tại lúc anh đọc là em đã đếm bên tai rồi. Rồi, tiếp tục. Quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất thế giới? Quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất thế giới? Đó là kiến thức rồi đúng không? Dạ. Em nghĩ thôi nha. Em nghĩ là Úc. Không, chính xác. Đáp án là Pháp. Pháp hả? Có 12 múi giờ lận. Rồi, tiếp tục. Câu lạc bộ bóng đá nào đã đoạt siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2023 và 2024? Manchester United. Ok. Không chính xác. Đáp án không biết đâu. Khó lắm anh. Manchester United. Không biết. Tại vì nãy anh nói rằng là cái gì mà người nghe hay nghe nhắc, nghe nói là nói rồi. Không, mà cái cách của anh trả lời giống như là đúng luôn vậy. Đúng hả? Thì anh cứ tưởng là đúng đó. Em liệu liệu cho lên. Rồi, con gì không mũ thì thích đi lùi, hễ mà té ngã chẳng thấy gì khó khăn. Con gì không mũ thì thích đi lùi? Con ve hả? Thì khi mà ngã xuống thì là khó khăn. Con ve. Con ve. Ve là đi ve, ve là làm sao đi lùi? Không chỉ ông ve. Tài chính tả. Kính thưa quý vị, Huỳnh Lập đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Ủa,
6 câu là em thắng rồi hả? Thắng, bên này thắng, bên này thắng. Kính thưa quý vị, Nguyễn Đình Vũ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bắt đầu đố chữ. Trước khi đám cưới, cô dâu chú rể thường ăn gì? Ăn cơm. Ăn cơm. Trời ơi, ăn cơm. Bạn miếng chơi mình... cho vui với mọi người, tạo tiếng cười. Đúng rồi. Khoan. Nè, để coi nè, sau tiếng cười mà trả lời sai chứ tôi cười chết. Rồi, xin mời đáp án. À, cô dâu chú rể trước khi mà làm đám cưới á, là thường sang đám hỏi. Chính xác. Hay quá. Mới một câu đầu thôi hết 80 giây rồi. Rồi, lại là đố chữ. Sao chữ nhiều vậy? Cho Bảo khi... nha, Bảo. Okay, Bảo. Bảo thích đến những nơi trưng bày các di tích lịch sử gọi là gì? Bảo tàng. Chính xác. Trời ơi trời. Hay quá rồi. Sao có lời điệu gì bảo tàng. Sao mà sai chính tả vậy? Lại là Bảo nha. Bảo hoài vậy? Đúng rồi. Bảo luôn đứng ra che chở các em nhỏ gọi là gì? Bảo vệ. Bảo vệ. Ủa khán giả sao tiện hú mà hú nhẹ vậy ta? Khán giả. Bây giờ trả lời là bạn anh đang nghi khán giả hả? Mà bây giờ bảo thường hay là bảo vệ các em nhỏ đồ này nọ, tôi gọi là bảo bọc đi. Bảo bọc ôm vào lòng thương em quá em ơi. Chính xác. Trời ơi. Và đây là hết bảo rồi nha. Bây giờ là liên quan tới ma. Ma gì càng làm nhiều càng tốt trong kinh doanh? Đố chữ phiên âm tiếng Anh. Trong kinh doanh. Đúng vậy. Manukan. Thôi em chưa trả lời. Mà Manukan lũa nhà người ta bán cà phê thì sao? Hết giờ anh. Đúng ơi rồi. Rồi, rồi, rồi. Hết giờ ma... Chạy quảng cáo là ma. Ma marketing. 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 Chính xác. Marketing. Được quá lời Nguyễn rồi anh ơi. Rồi. Đây là đố chữ. Số 4 hay số 3 vậy anh? Số 4 rồi. Túi gì tất bật? Người bận rộn làm việc từ sáng tới chiều á. Túi bụi. Túi bụi. Xin mời. Quen tên giống. Quen tên ơi. Áp lực nha. Đố mã biển số xe nha. Hải đi du lịch đang ngồi ngắm ánh trăng rằm tại một nơi thật lãng mạn, hỏi nơi đó thuộc tỉnh nào? Bạn tên là Hải thì chắc chắn cái chữ Hải nó nằm ở tỉnh nào đó. Mà đang ngắm trăng. Ngắm trăng. Trăng thì có vào ngày trăm. Trăng thì trăng sẽ xuất hiện. Trăng to tròn là ngày rằm. Ngày rằm là ngày 15, 16. Hà Hải Phòng. Wow. Quan trọng á. Em tim em đập mạnh. Em muốn chiến thắng rồi. Không, cái câu vừa rồi là khó nhất. Còn những câu lại rất dễ. Dạ. Lên đỉnh luôn. Lên đỉnh luôn anh ơi. Em lắng nghe nha. Tại vì chị nghĩ là chị đọc một lần thôi là chị mệt rồi. Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nỉ, buồn non. Buồn vì một nỗi sớm con muốn chồng. Con chim buồn, chim bay về cội. Con cá buồn, cá lội trong sông. Em buồn, em đứng, em trông. Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người. Có bao nhiêu chữ buồn trong bài ca giao chơi. Nãy giờ thì tôi đếm sơ sơ cũng thấy cỡ 6 hay sao đó. Khán giả chưa phản ứng à? Khán giả không phản ứng gì tôi. Chị bảy buồn. Chị bảy mụ. Đúng. Là đáp án là. Khoan, sao anh mắc kỳ vậy? Lên đi anh, lên nữa đi, lên đi. Đoán đi, đoán số đi, còn khán giả có hú không? Bà tắm buồn á. À vậy là chắc chắn là số 7 rồi. Chị bảy buồn. Chị bảy. Bây giờ cho chị hỏi nè. Số 7 bình thường Việt Nam gọi là gì? Số 7 được Việt Nam người ta gọi là thất. Chính xác, em thất rồi. Là thất bại, anh xuống từ từ, anh xuống từ từ thôi. Em chưa có bảo hộ anh ơi. Đáp án chính xác là 8. 8. 6 mà không có niềm tin gì hết trơn á trời. Tôi xin lỗi vì đã không tin khán giả của chương trình Nhanh Như Chớp. Anh nào hay giữ hình ảnh người yêu nhất? Đố chữ phiên âm tiếng Anh. Anh nào? Anh nào? Đúng rồi. Hay giữ ảnh người yêu nhất? Đúng rồi. Anh Bum. Chính xác. Quá dữ luôn. Trời ơi, hay quá, hay quá. Đây là đố vui nha. Hết chữ rồi hả? Hết chữ. Lúc người ta vui cái khúc chữ thì tiền đổi. Cái này dễ, cái này dễ lắm. Cái này chị còn biết nữa. An thích đi chúc Tết chung với bạn tên gì? An thường đi chúc Tết chung với bạn tên gì? À, đi với làng Khang. À,
giỏi giỏi. Đây là không vui nữa. Hết vui. Đố chữ. Tìm ba từ ghép với chữ bát cùng có nghĩa là tám. Cái bát. Cái bát. Ê sai rồi. Không phải không, chưa đang liệt kê chứ chưa trả lời. Bát bửu. À, đúng. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Bát hết giờ. Bát hết giờ. Em xin thấy ạ. Ai bấm máy tôi. Đáp án thì bát giác, bát cú, bát quái, bát âm rất là nhiều ha. Vũ nói là trước đây là Vũ đạt được 3 câu thôi và Vũ chỉ mong là 4 câu. Và hôm nay cuối cùng tôi đã được 6 câu. Đây là Tràng Ngọc, thưa quý vị thân mến. Sau khi giảm cân thành công thì hôm nay là còn khoảng 46-47 kg. 50. 50. Nãy chồng em mới ăn. Dạ. 51. Dạ. Thì đẹp. Nhưng đâu có. Quá. Hồi xưa mình đi học, mình học giỏi môn nào? Hồi xưa em học lớp trường điểm của huyện, mà em học là chuyên xã hội, tức là văn sử địa anh văn. Và văn sử địa anh văn. Dạ. À. Mà cách đây khoảng 15 năm rồi thì dạ. Đó. Vậy thì bây giờ hiện tại bây giờ nếu nói về một vấn đề nào đó thì dạ, mình sẽ không tự biết tin, tự tin nhất ở vấn đề nào? Tự tin một vấn đề nào đó thì em nghĩ là chuyện quán xuyến hôn nhân gia đình. Là chuyện của người phụ nữ ha. Dạ. Là gìn giữ hạnh phúc gia đình. Không, giữ tiền thôi. Còn hạnh phúc thì anh kia giữ. Còn hạnh phúc thì anh kia giữ. À vậy dạ. Gia đình áp lực ha. Dạ. Bị bắt sữa rồi. Em đang cố ôn trong đầu em coi có cái kiến thức gì mà em môi ra mấy trong mấy câu hỏi của anh Giang á. Đâu có, anh hỏi vui thôi mà. Ủa? Là vui chứ không phải mình đề cương. Là vui chứ không phải mình đề cương. Không có đề cương. Trời ơi trời. Nãy giờ em cố ôn đi lại chứ đừng trời. Đừng dò xét với chương trình. Chương trình ngày hôm nay chỉ là vui thôi. 2 phút dành cho Tràng Ngọc. Nhanh như chớp. Đây là câu đố chữ vô cùng dễ. Xong gì anh cả. Xong gì anh lớn nhất nhà. Là mình mới đọc lộn cái đáp án phải không anh? Chết rồi, chết rồi. Đề cương nè, tính giờ. Rồi, anh ơi, đồng hồ đang quay. À, em xin phép là coi như là em điếc đi không có nghe câu chứ. Em xin suy nghĩ và trả lời một cách quyết đoán là xong cả. Thật ra câu này thì không có lộn thì cũng dễ đoán mà đúng không? Dạ. Chán thiệt. Có hai lộn em luôn anh ơi. Coi như lâu lâu chương trình cho vô chờ đi. Nhà bị trộm mất cái máy lạnh thì gọi là gì? Nhà bị trộm mất máy lạnh gọi là mất mát. Lên. Trời ơi. Nóng liền. Trong MV Em Xinh của ca sĩ Mono đã tạo dáng giống bức tranh nổi tiếng nào của Việt Nam? Thiếu nữ bên Hoa Huệ. Lên. Mấy câu này anh Lập biết hết á. Mắt gì không mắc cười. Ủa, được trả lời câu đó không ta? Mắt gì không mắc cười. Dạ, mắt ói. Lên. Ơi, mình còn rất nhiều cái mắt khác luôn á. Mắc cỡ. Tìm ba từ ghép với chữ bát mà không có nghĩa là tám. Thất bát. Một. Bát ngát. Hai. Cái bát. Cái bát là lên. Cái chén. Đúng rồi. Yeah. Ráng lên, cố gắng lên. Hãy tập trung. Hôm nay phòng khách nhà Khanh có khách. Khách cười Khanh khách khi được mời trà bánh. Khách không khách sáo nên khách dùng hết bánh được đặt ở phòng khách. Hỏi trong câu trên có bao nhiêu từ khách là danh từ? Ôi trời ơi. Là danh từ nữa hả? Hôm nay nhà Khanh có khách. Bao nhiêu từ khách là danh từ? Đáp án là 4 từ. 6 phần chính xác. Hồi nãy em điếm ra 5 á. Nhưng mà em sợ em nghe lộn cái chữ Khanh khách. Trừ bớt một từ. Quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất thế giới? Quốc gia là quốc gia đó phải trải dài. Trải dài thì mới có nhiều múi giờ được. Trung Quốc hả ta hay Mỹ ta? Quốc gia có nhiều múi giờ. Nhiều múi giờ có nghĩa là bản đồ phải thôi em trả lời đại đi ha. Em trả lời là Mỹ á. Không chính xác, đó là Pháp. Câu lạc bộ bóng đá nào đã đạt siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 23-24?
À, dạ cho em trả lời là đội tuyển Việt Nam à. Tại em yêu đội tuyển Việt Nam thôi chứ còn câu này em không biết. Chính xác, nên trả lời như vậy là hợp lý. Dạ. Yeah. Đó chính là Real Madrid. Hay. Con gì không ngủ thì thích đi lùi. Không ngủ thì đi lùi. Thế mà té ngã chẳng thấy gì khó khăn. Lùi, không ngủ mà thích đi lùi. Không ngủ mà đi lùi là gì ta? Khó quá. Con gì không ngủ thì thích đi lùi? Chiếc xe mà lùi gọi là xe. Ve. Yeah. Ve. Yeah. Thêm mũ vào là con. Ve. Yeah. Con thì ve yeah, thêm vô là gì? Dê. Yeah. Là con dê, thêm ngã không gì khó khăn. Dê. Yeah. Dễ. Vậy là chữ dê dễ. Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Giờ mới hiểu. Muộn màng. Muộn màng. Nhưng mà cũng ok là Trang Ngọc mang về 5 đáp án liên tiếp chính xác, xin chúc mừng. 5 đáp án. À, dữ rồi.